tiên bắt cái cây thanh mà có hai cái đầu ốc này. Bắt nó lỏng rồi đừng có bắt sát quá. Gá nó vô khoảng mấy vòng thôi. Không cần phải bắt sát đâu. Không quan trọng phải bắt sát. Gá nó vô thôi. Sau đó lắp thêm bút vô. Sau khi lắp cái thân vô rồi mình lắp cái bàn giữa vô. Bàn giữa vô. Lắp cái bàn giữa rồi mình lắp cái bàn chưa? Rồi sau khi anh bắt xong ha. Sau khi bắt xong mình sẽ bắt cái tay dưới vô. Cái này mình cũng gá thôi, không cần bắt sát. Mình cũng gá cho lỏng lỏng ra thôi, không cần bắt sát đâu. Đấy. Rồi tiếp đó mình lấy cái cây trên, mình sẽ vịn nó lại, ép nó vô cho nó cứng con ốc này, cho nó cứng con ốc này đó. Mình sẽ vặn cái cây này. Từ từ thôi, vặn từ từ thôi. Rồi cho nó vô nữa, con bên đây cũng vậy, vịn nó lại. Khi mà xong rồi đó, khi mà xong rồi đó mình dặn cái này lại, siết cứng này luôn, siết dưới cứng luôn. Thank you.